Mặc tương đã qua
ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài, thêm hoang vắng tiếng chim kêu đau thương như nắng nở dưới trời sương, lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngỡ bước chân người tìm về nửa đêm buồn. Đường lên dòng đá nhớ xưa hai người đã một lần đêm, tình yêu vừa chớm xót xa cho chàng cuộc sống phế nhân, tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa quá hết, trách thay cho tờ dương chưa thắm nồng đã vội tan, hồn ngất như điên cuồng cho trời đất cũng tan thương mà khổ đau. Ai lại đâu mà cô đây ai lại hết á. Hàn mặn tớ xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang, mộng cầm hơi thôi đừng thương tiếc tuối cho nhau mà thôi, tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đôi, còn gì nữa thân ta dệt để một mình đơn côi, tìm vào cô đơn đất quý nhân gầy đó chân tràn đến, người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa, chốn hoàng liêu tiêu sơ hàn nóng thầm nghe trắng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia, trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao mặc từ nay còn đâu. 90 cô ạ. Đẹp nhất đâu không phải lỗ nào hết á. Trang đợt này chắc là cười tươi nhất rồi. À được cái phim hàng mắt tớ xuôi về quê cũ dấu thân nơi nhà mộng cầm hỡi ôi đường thương tiếc nuối cho nhau mà thôi, tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta chọn đôi, còn gì nữa thân ta xin để một mình đơn côi, tìm vào cô đơn đất quý nhân gầy đón chân tràng đêm, người xưa nào biết chốn xưa ngập đường pháo cưới kết hoa, chốn hoang liêu tiêu sơ hàn nấm thầm nghe trăng vỡ, xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia, trời đất như quay cuồng khi hồn phách vút lên cao mặc từ nay còn đâu, trăng vàng ngọc trắng ngăn tình chưa phí nhìn cha khốn xiết
ngậm ngùi chờ. Canada, Dũng. Đâu, đúng à,
dương ước mơ yêu thương. Lấy ra trong cảnh nước nữa chứ. Khắc ghi trong tâm hồn. À quay giờ anh thấy anh nhiều lắm nha. Hảo vàng cái này. Mong hảo cho vàng. Nhau. À. Giờ quay lúc nào thấy anh cái này. Được. Mấy cái giật mình luôn. Mấy gì? Mấy quà xin. Sao? Tắm. Thôi em ơi. Không bị đứa nghe. Mày lớn nghe sao không nhỉ? Rồng rồng dài trong gió có bao niềm vui đang chờ
Giang Tây Việt Nam đón chào mừng. Bà đi lên lại vậy. Lên làm xấu rồi. Quê hương ơi hời, quê hương. Mỗi khúc sông, cánh đồng trói niềm tin khát vọng. Ngọt ngào thanh lắng đồng qua nhiều lúc đắng cay. Quay chị nhớ mang đi ra. Bên bờ sông Côn ai có về sông Côn ngắm bài dâu xanh tắm dây đôi bờ. Có phải người nuôi tầm năm trước say xưa cùng sông nước xanh lại màu xanh. Đang rét nắng đẹp đang về với quê ta. Chiều bên bờ sông Côn có ai quay rơi thơ vàng qua trong nhịp thời gian tiếng tôi rung rung quay mặt mình luôn nè. Giống giống quay phim đẹp không nè.
sông lao sao mà vui sao tiếng hò bay cao hay hát lên hát lên hát lên em đây không hát lên hơi người quê ta cho giờ tiếng hát của đồng quê bay xa hát lên hơi người quê ta cho đất nước rộn ràng muôn câu ca bên bờ sông Côn khi đêm dài đã tan nắng miền Trung soi sáng như cánh đồng có phải từ bao đời mơ ước nay vui cùng sông nước xanh lại màu xanh quê hương ơi hỡi quê hương mỗi khúc sông cánh đồng trói niềm tin khát vọng ngọt ngào tay nắng đồng qua nhiều lúc đang em đừng có say, đừng có say, đi thẳng lên. Mệt vòng không? Anh Tào giống sô mô nha. Đó lại quay máy nữa nha. Khác biệt cảm tưởng là mới ăn. Đứng dậy, nhanh. Giọt ly hôm nay là Tào. Đây, đây, tôi quay mặt tôi trước rồi, có mặt tôi đây. Hôm nay là sinh nhật của em. Cô lên đây là các bạn là quay hai cho tôi. Giờ anh tiền qua. Không có gì ấy, rót bia rồi. Chúng qua sinh nhật luôn hả? Dạ. Rồi bác Tào. Cô Tào nha. Tao vô ngồi luôn đi. Này ngồi đây chơi luôn qua đâu mà ngồi thăm nhà. Rồi bác rất cảm ơn. Chúc bác cháu thành đạt. Dạ. Đây là cô giáo dạy nhà. Cô cũng từ Huế. Nhóm giải khiến các bạn ra đấy rồi. Có gì đâu, có mình tiếng như mình đấy. Lấy cái nó rộng tới đó hai rồi. Có rất nhiều mà. Có chưa? Có chưa? Có chưa? Có chưa? Có chưa? Có chưa? Lan với là ông Linh là lời đúng không? Anh không hàng Lan thế. Đi ngoài nha. Đang quay. Em nói thật cô là đẹp không? Nhưng mà là em cũng ở dưới đó nhưng mà cũng đang cố gắng làm cái quán. Anh Hồng. Có nhiều cái. Sao mở nữa anh Hồng à? Đến đủ rồi. Không có đứa nào mời anh Tâm nữa. Anh Hồng đất không mở anh Hồng. Anh này có thiếu là 7 tháng. Chung cũng tạm được không? Tại vì đi cả cái dọc đường là thấy nhiều cũng kia không? Ở đây thì trong này có mày cô làm ly điều vậy chứ. Từ ấy bia. Rồi có bia 2 cốc 1. Cháu mời chú mua chút. Ở quê thì cái mức độ mình mở là cái thứ nhất là mình phải yêu rồi. Ba quê hương mình mở. Cái thứ hai nữa thì nói chung là cái cách thu nhập thì nó
nó không có thoải mái gì vậy. Mọi người thử ngồi chơi vui đi. Mọi người đây. Anh tư chuối kẹo ma xây, uống cho xa xôi ta sực nhớ lại, xa xôi rồi ta gần nhớ lại. Ta ra 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 đi, ta ra 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 đi, ta ra 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 đi, ta ra 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 đi. Ta ra 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 đi. Nói gì kìa? Kẹo đông xây nắng ngày đêm, phải nơi trên ngọc ngọc. Quay máy này máy quay máy quay máy kia cũng uổng, thôi quay luôn hai cái. Đúng rồi. Này, nhìn thấy chẹp không? Không hiểu vì sao ta có quá chẹp luôn vậy đó. Đại quý anh này. Quý nhân. Ồ rồi vô, làm ly đây chứ bà con. Chuyên nghiệp lắm. Không? Giống như mình về TV3 chứ phải vỡ rồi. Thank you.
Oh,
Oh,